Cứ vào 8 giờ sáng thì những người phụ nữ tại vùng này họ lại có một chuyến công tác cực kỳ quan trọng, đó là kiếm kế sinh nhai để nuôi sống gia đình. Tùy theo hoàn cảnh gia đình nên mỗi người đều có một phương tiện di chuyển riêng biệt. Và hôm nay chúng ta sẽ trực tiếp theo chân hai người phụ nữ với nhan sắc dưới trung bình này nha mọi người. Mới bắt đầu khởi hành thì hai người phụ nữ này đã lao đi với tốc độ rất cao, nhưng mình cũng đã cố gắng hết mức để theo chân hai cô ả này. Lẫn khuất trong màn sương mờ, họ giống như hai nữ thần đang cưỡi trên một con ngựa sắt. Chỉ trong một lát sau thì toàn bộ chúng tôi cũng đã rời xa quốc lộ 28 và đang đi sâu vào hướng núi rừng. Nơi đây phong cảnh buổi sáng cũng rất đẹp và tương đối hữu tình. Vì là một đoạn đường vắng không có người qua lại nên hai người phụ nữ này đã tha hồ tăng ga chạy với tốc độ rất cao, làm việc rượt đuổi của mình cũng trở nên rất khó khăn. Đến khu vực này thì hai người phụ nữ đã quyết định rẽ vào một con đường đất, nhưng mình cũng đã không từ bỏ công tác theo dõi sâu sát hai người phụ nữ này. Tận dụng một đoạn đường trống, mình đã vượt lên và đã có cảnh quay này, thật lãng mạn phải không mọi người? Và đây là khu vực mà hai người phụ nữ đã tin tưởng để lại chiếc xe và để bắt đầu cho công cuộc tìm kiếm thu hái cây đót. Nguyên nhân khi nãy mình đã không bắt kịp được hai người phụ nữ nên tại vị trí này thì mình vẫn là người đến sau và đã mất dấu hoàn toàn hai cô ả đó tại khu vực này. Nhưng sau một hồi dò la tin tức thì mình cũng đã tìm ra được khu vực mà hai người phụ nữ với nhan sắc dưới trung bình đang hái đót, và chúng ta hãy lặng lẽ theo dõi những hành động hái đót của hai người phụ nữ này nhé.